Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Chan Chan TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7, cũng đánh dấu mốc là kênh Chan Chan TV đã tròn 4 năm. Tròn 4 năm, có thể nói như vậy. Bởi vì video clip đầu tiên thì là 31 tháng 6, và có thể nói là chính thức hoạt động là vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, và đến bây giờ thì là năm 2024. Trong 4 năm kênh Trang Trang TV hoạt động từ số đầu tiên thì vẫn giữ ba cái tôn chỉ là sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Đó là ba cái tôn chỉ được đưa vào trong cái giáo lý, nghĩa là được lấy cảm hứng từ từ những cái giáo lý của Đức Phật. Đó là điều mà tôi xin chia sẻ với các bác và rất nhiều bác theo kênh Trang TV ngay từ đầu cũng như vậy. Ngay cả phong cách của Trang Trang TV cũng không phải là cái phong cách mà là chửi nhau rồi là lên bổng xuống trầm, đưa những cái nó cảm xúc vào trong cái câu chuyện. Cho nên ấy, lúc đầu tôi làm kênh Trang Trang TV thì tôi cũng không nghĩ rằng là được cái sự ủng hộ của các bác và mọi người, bởi vì tôi chỉ mong muốn rằng là mang kiến thức rồi mang cái trí tuệ để mà làm những cái video clip thôi, chứ không phải là mang cái sân hận, mang cái gì đó vào. Thế nhưng những cái đó thì lại ít view đó. Mà cứ phải là lên bổng xuống trầm rồi là phải hất lên hất xuống kiểu kiểu như thế, nó giống như một cái bản nhạc ấy, thì mới nhiều view. Nhưng mà rất là may mắn, bởi vì có thể nói trong giới YouTuber của Việt Nam thì kênh Trang Trang TV thì cũng là một kênh mà có thể là nếu như mà không bị gì thì có lẽ bây giờ cũng phải tầm cỡ khoảng nửa triệu hoặc là 1 triệu lượt theo dõi rồi. Thế nhưng bây giờ vẫn có hơn 42.000, bởi vì kênh CCTV Vlog, kênh này á, kênh thứ 9 của Trang Trang TV. Tại sao là kênh thứ 9? Bởi vì những cái chủ đề của Trang Trang TV động tới thì nó không phải là chửi mắng hay cái gì đó, mà nó là cái phân tích để mà thấu hiểu. Thế nhưng mà chính điều đó nó động chạm tới rất nhiều người, và kênh thì liên tục là bị tấn công. Cái này chắc là mình không phải bàn cãi nữa, bởi vì nhiều người, nhiều bác trên kênh nói rằng là có lẽ Hoàng Dôn là YouTuber mà có là mất nhiều kênh nhất ở Việt Nam. Mất nhiều kênh nhất ở Việt Nam. Bởi vì cứ đến một giai đoạn nào đó thì y như rằng là sẽ bị một nọ, bị một kia. Và nó cũng thể hiện một cái hiện trạng của xã hội Việt Nam như vậy. Họ không muốn nhìn sự thật. Bởi vì sự thật, nếu như mà bị nói lệch đi thì họ đơn giản là đứng lên để họ giải trình. Họ đứng lên để họ giải thích. Họ đứng lên để mà cho mọi người biết rõ hơn về cái sự thật. Thì ở đây đa phần họ trốn tránh và họ không muốn nói, và họ dùng đằng sau để mà ám toán. Nếu như là các doanh nghiệp hay là một số chính trị gia vân vân gì đó thì chúng ta sẽ không bất ngờ, bởi vì dù sao thì họ cũng là người phàm tục, người của họ cũng toàn là những cái sân hận, họ luôn luôn có những cái phương pháp này. Nhưng mà nếu như là một nhà sư thì thật sự nó rất là bất ngờ, và cho chúng ta thấy rằng là nó rất chán. Bởi vì nhà sư thì đáng nhẽ theo những giáo lý của Đức Phật thì họ phải là những cái người mà rất 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 là đạo đức, rất là đạo đức, và họ thể hiện một cái tâm từ bi của mình để mà giáo hóa chúng sinh. Họ dùng những cái cảm, như là dùng cái những cái hành vi hay là những cái tinh thần quảng đại của mình, không chấp trước của mình để mà giáo hóa chúng sinh. Thì ở đây, ngay ở trong cái video, cũng như là ngay ở trong cái nơi mà chúng ta gọi là đáng nhất phải đạo đức nhất, thì nó lại hiện trạng như thế này. Chỉ trong vòng một ngày, một loạt video clip của Hoàng Dôn là bị đánh bản quyền. Đánh bản quyền. Mà cái việc đánh bản quyền nó cũng rất là mập mờ. Ở đây thì có video clip mang số là 368. Đó, 368, 369 và 403. Nếu như mà 368, 369 thì mình chỉ là cái người mà trích tận dẫn là một cái đoạn của ông Thích Nhật Từ
Ông ấy khi giảng pháp thì ông ấy nói sân si sân hận đối với sư Thích Minh Tuệ. Một cái đoạn như vậy thì mình nếu mà mình không dùng cái đoạn đó thì mình làm sao mà giải thích cho các bác được, chả lẽ tôi lại bịa chuyện ra, đúng không? À, một cái đoạn mà nói rằng là đấy không phải là tu phát đổ đà hay nọ thì vân vân ấy. Nhưng mà mình không dùng cái đó thì làm sao mà mình trích dẫn được đó. Và thực tế YouTube cũng cho phép mọi người dùng những cái đoạn đó để phân tích, cho phép nha. Thế nhưng mà xin thưa với các bác thế này, biết đánh bản quyền ở chỗ đó chơi xấu thế, đánh bản quyền chỗ đó. Và thậm chí đến cái video clip 403 ấy, thì còn không dùng một cái hình này, nó chỉ là cái hình ảnh mà thumbnail thôi, tức là một cái ảnh background vân vân như thế này thôi, chứ không phải là một cái đoạn clip nào. Thế nhưng mà vẫn bị đánh bản quyền và ngay lập tức là ăn một gậy luôn với ba video clip. Rất may là chính sách của YouTube thay đổi cho nên là mình mới chỉ dính một gậy, mặc dù là ba video clip chứ phải như lần trước là coi như là xong cả kênh của người ấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là đáng nhẽ ông Từ ông phải lên ông giải thích rằng là tại sao ông lại nói sai lời của Hòa Thượng Thích Chí Quả. Bởi vì Hòa Thượng Thích Chí Quả cũng đã nói và giải thích rất rõ về ảnh đầu đà hay vân vân nọ kia, nhưng ông lại không nói như thế, nói gần như là ngược lời với cả Hòa Thượng Thích Chí Quả. Đấy, nhưng ông phải giải thích, ông đâu có bị cấm khẩu như là đâu có bị cấm khẩu như là ông Trân Quang đâu, ông đâu có bị nọ bị kia như là ông Thái Minh đâu. Ông hoàn toàn có thể là đứng lên để mà giải giải thích cho những phát ngôn của mình cơ mà. Đó. Hay là cái việc mà Sư Minh Tuệ ông đàng hoàng ông nói lên rằng giáo lý Đức Phật thế nào, giáo lý Đức Phật thế kia, ông đứng lên ông giải quyết những cái hoài nghi của mọi người, vì ông là cái người mà có rất nhiều bằng cấp mà toàn về Phật học thôi. Bởi vì ông đứng lên ông giải thích cho mọi người đi, đúng không? Thì để cho mọi người thấu hiểu, thì cả tôi cũng thêm biết để cho quá trình đó tương tác đi tương tương lại, thì mình sẽ thấy rằng là mình sai ở đâu, chỗ nào, nhận thức sai lầm nó bắt nguồn từ đâu, để từ đó là mình có hiểu rõ hơn đạo Phật. Người đạo Phật là người có tâm từ bi kiểu như thế, họ không có sân si với đời, họ nếu mà người ta hỏi thì họ đơn giản là họ sẽ trả lời để cho mọi người hiểu rõ hơn. Câu chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng mà ông ấy không làm như thế. Ông ấy không làm như thế. Và thay việc đó thì các bác thì thấy rằng là âm thầm dùng cái trò mà chúng ta gọi là đi ám toán người khác, tức là dùng cái đó để mà đi đánh bản quyền. Từ hình ảnh cho tới video clip đến âm thanh, người ta trích dẫn lại để người ta phản biện ông thì ông cũng không cho, và thay vì đó là ông xóa bỏ cái này đi. Thế thì như vậy chúng ta có thể hỏi rằng là đây có phải đạo Phật chân chính không? Đạo Phật chân chính không? Bởi vì những người theo đạo Phật thì như các bác có thể thấy là như Sư Minh Tuệ ấy, đã trả lời rất rõ. Người ta đánh con vẫn mong cho họ là được hạnh phúc tốt đẹp. Người ta ghét con thì con mong cho họ thành Phật để mà họ không ghét con nữa. Nó chỉ đơn giản vậy. Ngay cả ngày xưa Đức Phật khi đi khất thực hay vân vân đạo kia thì ngài đâu có thì ngài đâu có bảo rằng đánh đấm ai đây hay là cái gì đó đâu, là dùng cái tấm lòng của mình, dùng cái tinh thần bác ái của mình để mà cảm hóa với chúng sinh. Nhưng mà tại sao các nhà sư của chúng ta sân hận thế? Và đặc biệt là cái sự sân hận này nó xuất hiện từ sau khi Sư Minh Tuệ hiển lộ trước công chúng. Trước đây thì các nhà sư là chúng ta gọi rằng là sân hận với nhau, thậm chí là mắng nhau trên mạng xã hội, rồi tỉa đều nhau kiểu kiểu thế, chúng ta đã thấy quá chán rồi. Nhưng mà đến khi là Sư Minh Tuệ xuất hiện thì những con người này thay vì là họ để công kích lẫn nhau thì bây giờ họ lại chuyển chuyển sang một cái rằng là mục tiêu chung là công kích Sư Minh Tuệ. Rồi từ cái việc mà gọi Sư Minh Tuệ là cái thằng gọi rằng là thằng thằng ba trợn, đúng không? Ba trợn ôm cái nồi cơm điện đi lung tung, cho tới rằng cái việc mà diễn giải sai và thậm chí nói rằng là không có phép tu hạnh đầu đà đó, để chả biết là phép tu hạnh đầu không có phép tu hạnh đầu đà thì có phép tu gì. Trong cái đó ở chiều hướng ngược lại chúng ta thấy rằng là
Sư Minh Tuệ chỉ có 100% vào cái việc mà học tập của mình và thể hiện cái tinh thần của Đức Phật. Đó, người ta mắng con, đánh con cũng không vì thế mà ghét họ. Người ta có tán tụng, tán dương con, đảnh lễ con cũng không vì thế mà ưa thích. Giữ một cái tâm, tức là cái tâm rất là bình đẳng giữa hai cái thái cực đó mà chúng ta gọi là trung đạo. Và lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy một cái tâm ở trong cái lòng trung đạo như thế, tức là không có sân hận với ai cả, không có bị dính mắc ái luyến với bất cứ việc gì cả, và đó mới là cái tinh thần của Đức Phật. Cho nên tại sao mà trước đây tôi chia sẻ với các bác rằng là Đức Phật coi trọng hành giả hơn học giả là bởi vì như thế. Thì chúng ta bây giờ đã nhìn thấy một cái người hành giả Minh Tuệ thực hành cái điều Đức Phật đã dạy, và từ đó cái năng lượng nó lan truyền ra và nó thức tỉnh rất nhiều người trước những cái việc mà ma tăng sảm tăng, bởi vì người ta ở gần Sư Minh Tuệ người ta bị cảm hóa. Đến ngay cả một anh vệ sĩ được thuê, được trả tiền thuê để mà đi theo Sư Minh Tuệ, thế nhưng rồi cuối cùng sau khi mà đợt đó anh ấy về, bây giờ anh là tập ngồi kiết già rồi cũng đã quy y, tự quy y và lấy cái pháp danh là khai tâm đó. Chắc là nhờ Sư Minh Tuệ khai khai tâm ra thì mới đầu mới nhận ra con đường của đạo Phật. Thế trước đó thì cũng thể, và bây giờ lấy pháp danh là khai tâm. Tất cả những cái thứ đó chúng ta thấy rằng là một cái năng lượng tốt đẹp nó truyền đạt thì nó sẽ làm cái cuộc sống nó đẹp đẽ hơn. Còn đối với những sư sãi như thế này thì tự hỏi là tại sao người dân mất niềm tin vào đạo Phật, mất niềm tin vào giáo hội, là bởi vì những con người này ở trong giáo hội nó thể hiện cái tinh thần khác với đạo Phật, khác với cái bản chất mà chúng ta theo đuổi, đạo Phật theo đuổi, và họ chính là cái con người mà bị có thể nói rằng là phá hoại, được coi là phá hoại đạo Phật ngay từ bên trong. Không phải Sư Minh Tuệ, không phải tôi và các bác, chính những con người đó mới là những con người phá hoại giáo hội, phá hoại đạo Phật ngay từ bên trong. Và thật sự là một cái điều chúng ta đã nhìn rõ, nhìn thấu. Hôm nay thì tròn 4 năm với Trang Trang TV, tôi cũng tâm sự nhẹ nhàng với các bác như vậy, để các bác thấy rằng là trong quãng đời hoạt động của kênh Trang Trang TV thì nó cũng không dễ dàng chút nào. Điều này chắc các bác cũng biết. Đợt này dễ dàng hơn. Thì là mình cứ động vào cái chỗ nào là y như rằng là người ta sẽ bằng mọi giá người ta phản công lại. Và không chỉ là tôi bị đâu, những ai mà nói về cái anh Tự này mà có trích dẫn một bài thì cũng sẽ bị các anh đấy gọi rằng là đi đánh đậy bản quyền. Và cái việc này nó diễn ra cũng không phải là mới mà là lâu rồi. Chúng ta nhìn rõ được những cái bộ mặt đó. Bởi vì gặp khó khăn là bởi vì một số đối tượng họ không muốn người khác nhìn thấu ra, không muốn khán giả của kênh Trang Trang TV hay nhiều người khác nhìn thấu cái bản thân họ. Cho nên là tìm sự thật là khó lắm. Không dễ thế nào với các bác ạ. Tôi điều tâm sự với các bác buổi sáng. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.